Em chào các bác. Hôm nay em hạ ít hàng xuống ở trên dàn xuống bắt đầu là bán cho các bác tiếp. Tại vì ở trên ở dưới em để dưới này thì nó dễ tưới hơn. Mùa này là mùa khô thì mùa này kiếm nếu mùa khô thì nó hay hay bị héo lá, cho nên là em đặt xuống dưới này thì nó sẽ ẩm nhiều hơn. Có một số vài cái cây thanh lý để cho các bác sưu tầm. Đầu tiên là em bán cái cây kiếm cánh bầu lưỡi hồng này. Đây là một cây thân già. Thân già này em bán với giá là 200. Đấy. Còn thứ hai cũng là một cây cánh bầu lưỡi hồng này. Là một thân già, một thân tơ em bán là 300. Đấy, cánh bầu lưỡi hồng thứ hai. Thân tơ với thân già là 300. Còn ba là một cây vàng cánh bầu này, em bán 200 thôi. Cây này nó bị con bọ nó chích, thế là nó bị đen. Đây các bạn. Nó bọ chích xong nó chảy nhựa nó bị đen lại. Nó cái này nó không không ảnh hưởng gì đến 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 cây, nhưng mà nó không bị ấy đâu, nhưng mà nó nhìn nó không được đẹp lắm. Thanh lý 200 cho các bác. Đây con nó thì chưa bị các bác. Đấy. Đây là thân già. Còn tuyết ngọc thì em vẫn đây, em vừa hạ xuống tuyết ngọc đẹp chứ các bác. Này có 500 một thân rồi các bác. Đấy, 500.000 một thân tuyết ngọc đẹp lắm, tuyết ngọc đẻ lại rất khỏe nữa. Đây một thân tơ như này có 500 này. Đấy, kiếm trắng tuyết ngọc. Còn bên này thì em có vàng tê linh. Vàng tê linh này em bán 1,5 triệu chậu này. Đấy, chậu này vàng tê linh 1,5 triệu. Còn vị hoàng sần em vẫn bán 700 một thân các bác nhé. Hoàng sần vẫn 700 một thân. Đấy, còn còn lô Huế này thì không được đẹp lắm rồi các bạn, cây bé lắm rồi. Thôi em thanh lý 30.000 một cây thôi. Đấy, 30.000 cây thôi các bác nhé. Nó không được đẹp lắm rồi. Còn ít thì thanh lý rẻ hơn 10.000 so với mấy hôm trước em thanh lý. Bởi vì là cũng lựa cho các bác hàng tương đối rồi. Bây giờ còn toàn hàng nít nít này thì thôi bán 30.000 một cây. Còn Phan Chí thì vẫn 40.000. Bởi vì Phan Chí nó nhiều cây nó to các bạn. Nhiều cây nó to và nó cũng đẹp ấy. Đấy thì Phan Chí là 40.000, còn xanh Huế là 30.000. Đấy, đầu tiên này em có một cái sạp của nó dài từ đây. Dài đến tận cuối kia các bạn. Bây giờ em bán đi giờ nó chỉ còn cứng này thôi. Đấy. Còn đây là cây kiếm vàng Thái. Đây em còn một thân tơ này em bán là 200 các bạn. Một thân tơ tít luôn, lá láng đẹp 200. Em chỉ còn đúng một thân nữa thôi. Là hết vàng Thái rồi. Đấy là vàng Thái là hết. Còn vàng cánh bầu Hải Phòng thì thân già thì em có khá nhiều các bác nhé. Đây thân già này vẫn đẻ được bình thường các bác nhé. Đấy, em dâm vào đây. Thân già này chỉ có 100 một cây thôi. Tập này hôm qua em kêu đang tách thân già em bán cũng khá là nhiều. Đấy. Thân già chỉ có 100 một thân. Vàng cánh bầu Hải Phòng. Ở bên này thì cũng có một thân già nữa. Đây là thân già của vàng Tuyên Quang. Cái này thì nó mọc mầm rồi. Đấy. Đấy, 600 các bác nhé, thân già vàng Tuyên Quang 600. Còn đây là một cây trắng cánh bầu Thái Nguyên. Em bán 2 triệu. Đấy, trắng cánh bầu Thái Nguyên thì cây này rất là nổi tiếng và đắt tiền. Nó đứng thứ nhất là Điện Biên, thứ hai là cây này. 2 triệu một củ. Đấy, còn bên này là bên này em cũng có một cây cánh bầu lưỡi hồng, 2 thân, 1 mầm. Em bán 300. Đấy, em còn đúng cái thân này thôi. 300.000, 2 thân 1 mầm. Cây này thì lớn nhanh và đẻ rất là khỏe. Đấy, còn đây là cũng là cánh bầu lưỡi hồng. Còn đây là vàng cánh bầu Hải Phòng có hai cái thân, một cái thân già này bán 100 thôi. Đấy. Vàng cánh bầu Hải Phòng các bác mà muốn mua thân già thì chỉ có 100 một thân thôi các bác nhé. Còn đây là vàng cánh chim. Vàng cánh chim này thì em bán là 300, mẹ con này là 300. Còn một thân tơ này với cả cái này là 200. Đây là kiếm vàng cánh chim. Đây là kiếm. Còn đây là một số loại kiếm em thanh lý, chủ yếu là vàng cánh bầu với cả một số loại. Còn bên này xích ngọc của em bán khóm to này 200. Còn khóm nhỏ nhỏ một thân một mầm, hai một thân mầm này em bán 100. Đây là kiếm xích ngọc trắng. Xích ngọc trắng này là hoa tại vườn em rất rất nhiều lần rồi. Chính vì vậy mà nguồn giống là các bác cứ yên tâm là chuẩn.
Còn đây là vàng tây linh lá sần. Tây linh lá sần thì 700. 700 một thân tây linh lá sần đây. Tây linh lá sần nó đẻ nhanh, lớn nhanh lắm. Đây là vàng tây linh. Đây bên ngoài này là vàng tây linh này. Đấy. Vàng tây linh bên ngoài này em bán là 1.8 triệu một thân. Đây có hai thân là 3 triệu. 3 triệu 6 này, hai thân hai mầm luôn. Này. Cái này thì rất là khỏe. Đấy vàng tây linh. Đấy, đây là tuyết ngọc. Ở Mạc Xuân thì ở ngoài này em vẫn thanh lý 50.000 một cân. Mạc Xuân thì em có nhiều. Còn bên trong này là chí sần. Chí sần em bán một thân, thân già này là 4 triệu này. Đấy. Có đúng một thân già này là 4 triệu. Còn bên này nó là hai mẹ con này. Còn đây là vị hoàng này. Đấy. Vị hoàng cái này em bán với giá là 4 triệu rưỡi. Hai thân. Đấy, còn đây là chí sần. Một thân già chí sần này em cũng bán là 4 triệu các bác nhé. Đấy, thân già chí sần này cũng bán là 4 triệu. Còn hai mẹ con tơ tít này là bán 7 triệu này. Đấy. Hai mẹ con tơ đẹp này. 7 triệu, nó hơi đắt tí. Còn một thân vị hoàng này thì nó không phải là già đâu, nó là bánh tẻ thôi. Thân này thì em bán là 2 triệu. Đấy. Thân này tí em mang đi cho em trồng. Đấy là vị hoàng. Còn vàng tây linh thì đây có những cái thân này thì những cái thân nếu mà các bác muốn lấy thân tơ ở vàng tây linh này nhưng mà nó tơ nó bé đó. Cái này cũng chưa tách được. Phải đợi thêm tầm 1-2 tháng nữa mới tách được các bác. Cả chậu này em bán 4 triệu rưỡi này. Còn chậu tây linh này thì 3 thân một mầm thì 5 triệu. Chậu này to hơn. Đấy. Đây ở vườn em còn đây có một cây phan chí sần này. 3 triệu rưỡi này. Đấy, 3 triệu rưỡi đẹp này. Đang có mắt này, mắt mổ trồi lên này. Đấy, phan chí sần này. Đấy là phan chí sần. Vị hoàng sần, tây linh sần. Nói chung mấy cái đồ sần nhà em có nhiều lắm. Đây này, một số thân già vàng cánh bầu thì chỉ có 100 này. Cũng già già rồi thì bán rẻ thôi. Thân già vàng cánh bầu chắc em có phải khoảng 20 thân. Đấy, còn đây là xích ngọc trắng là 100 một khóm này. Đấy, nó bé bé. Đây, Mạc Xuân này. Mạc Xuân 50.000 một cân. Đấy, còn lại đây là vàng cánh chim. Vàng cánh chim em bán 200 một thân đấy các bác nhá. Đấy, chỉ có 200 một thân vàng cánh chim thôi. Vàng cánh chim thì cây nó hơi dài. Đấy. Đấy, còn vị hoàng sần thì vẫn 700 một thân. Vật tư hoa lan thì em vẫn có đầy đủ các bác nhé. Vật tư hoa lan em vẫn có vỏ thông, rêu rừng, dớn vụn. Các đồ ngâm rượu như là nấm hồng chi này, 250 một cân. Nấm hồng chi thái lát là 250, nấm hồng chi nguyên miếng 250. Còn đây tám mèo khô, tám mèo khô là 80.000. Còn đây là mắc mật khô này. Đấy, mắc mật khô này. Cái này các bác rang lên xong rồi là dã ra xong rồi ướp vào vịt với cả gà với cả thịt lợn nướng vào ngon lắm đó. Đấy, còn đây là đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo thì lọ to này là 200. Lọ một lạng này 200. Còn lọ bé hơn là 100. Lọ 50g là 100. Lưới nhật là 130. Lưới đài. Lưới đài em bán là khổ 4m này em bán là 60.000 một mét. Đấy, khổ 4m là 60.000 mét. Đấy, còn đây là vỏ thông, rêu rừng dớn vụn. Đây là rêu 30.000, vỏ thông là 12.000. Các loại phân thuốc như là cái kỳ đỏ là 50.000, kỳ xanh là 45. B1 là 30, còn nano bạc là 30. Có mấy lọ chế phẩm này 10.000 một lọ này, về các bác tưới rau hoặc tưới hoa. Còn dao, dao thì em có dao mèo là 400. Dao chặt gà trồng dính. Chặt gà trồng dính 200. Và con dao thái vuông này là 160. Đấy, dao thái vuông. Đấy, dao chặt xương là 220. Đây, dao chặt xương cực kỳ khỏe luôn các bác. Riêng dao chặt xương này các bác chặt xương bò, xương trâu thoải mái luôn, không phải nghĩ luôn. Gớm cả các bác.